không không hiểu không? Đây này không nhận nó tạch, cô đi qua sắp hàng, đi qua sắp hàng. Ông lấy cũng xin ra chỗ đó. Rồi chị đứng sát vô trong lề, đứng sát trong lề, mấy người bệnh ưu tiên lát lấy trước. Vâng. Mấy người bệnh ưu tiên lấy trước. Bà ngoại là đây là con chở đi à hay sao? Bà không nghe á. Bà ngoại, ai chở bà ngoại đi lên đây. À có thằng con kìa ngồi kìa. Bà có vào dưỡng lão không? Con xin cho bà. Bà có muốn vào dưỡng lão không? Tại sao lại không? À xin cơm về ăn thôi. Có con lo đúng không? Có con lo à. Thì những người đi nuôi bệnh dài ngày đó thì mua các cái bộ quần áo may sẵn để mặc nuôi bệnh, vừa có quần áo thay đổi mặc cho nó mát, đồ bộ, quần sọt, váy đầm các kiểu. Chú là người bệnh luôn hả chú? Chú ơi, người ta đeo cái dây vàng với dây đỏ vào tay làm gì chú? Cái này của nhà thương nó cho để mổ á. Mổ á? Là chú mổ chưa? Chưa, thứ hai tới mổ. À, vậy họ ghi như thế nào là ngày thứ hai mổ? Rồi nó ghi tên tuổi của mình. À, ghi tên bệnh nhân. À. Rồi đeo vô. Thế chú mổ gì chú? U ở đâu hả chú? U phổi. U phổi. Chú là ở tỉnh nào lên? An Giang. An Giang lên đây khám. Vâng. Cho con hỏi sao mình không điều trị ở dưới đó? Ở dưới nó phương pháp làm như hơi kém. Vâng. Làm kiếm trên. À, coi là chú được bệnh viện dưới đấy chuyển lên trên này. À, vậy là mình có bảo hiểm y tế đúng không? Rồi chú đi có ai nuôi chú không? Đi có vợ. Rồi cô đâu rồi? Cô ở trong. À, coi là người bệnh này đi lấy. Còn người nhà lại nằm ở trong để... người bệnh lấy mau lẹ hơn. À, rồi rồi. Khỏe cũng còn. À, và... Thế làm nào chú có cái phiếu này? Ai phát phiếu rồi chú? Cái này người ta lên chỗ người ta phát. À, lên tận nơi. Tận nơi ta phát. Và chú nhận phiếu lúc nào? Nãy đi họp bên đây rồi, ở nhà ta đưa giùm, không biết nữa. Vâng. Cũng anh em ta gửi á. Dạ dạ. Thì cũng là anh em nhóm tụi con đó, phân chia một nhóm là đi phát phiếu trước. Đó, đi phát phiếu trước ở trong nhà thương, vào tận trong để phát cho mấy cô chú ấy. Mà thường là cái người đi nuôi nhận nhiều hơn. Còn người bệnh ấy, nhiều người mà nằm tại chỗ mà ta yếu, người ta không đi được. Cháu là ở đâu phát cơm? Con á, ở đây, ở Sài Gòn. Quá quý rồi, cái ngày này quý lắm nha. Cái này là hôm nay ấy, bữa cơm này là của sư cô ở bên Thụy Điển. Cô quyên góp tiền các cái Phật tử, sau đó gửi cho con, rồi con gửi cho bếp cơm để bếp cơm làm hôm nay phát cơm chay mà sư cô tặng. Đó. Vậy là quá quý rồi, không dạ. Nói là chú cũng thấy cảm nhận là quá quý đẹp. Dạ. Chứ còn có kiếm được cái đồng gì không? Vâng. Chứ mình làm việc thiện rồi nó không mắc đâu. Dạ vâng. Vâng. Cũng cầu chúc cho cái người mà để tiếp viên này đó. Dạ. Nó còn mãi mãi ăn tiếp anh em nữa là còn sẽ còn quý hơn nhiều nữa. Dạ. Các rồi thì chia sẻ một phần khó khăn với các cô chú dạ. Dưới đó lên, chứ lên đây thì nằm viện dài ngày đâu có rồi, đúng rồi, đâu kiếm được ra tiền đúng không? Mà toàn phải xài tiền thôi. Mà trên này như mua cơm cũng mắc lắm chứ. Mắc lắm. Chú đã phải mua bao giờ vậy chưa? Có mua một hai lần ăn không nổi. Ăn không nổi. Là nó sao? Nó không ngon hay là nó sao? Nó không ngon một cái mà tiền nó cao nữa. À, vừa không ngon lại cao tiền. Vị của mình ăn nóng vừa thú vị đó. Vâng. Chú ở miền Tây quên thì ăn rau đồng mình đồ nhiều. Vâng. Còn đây là khô khan quá ăn không được. À. Vâng. Còn có bếp cơm từ thiện gì là quá quý luôn. Vâng vâng. Thế chú nhận đây được mấy lần rồi? Chú lên đây cũng có con ở gần ở đây. Vâng. Con nó qua lại rồi nó cũng tốn kém tiền xe tiền bổng nữa. Rồi lãnh cơm ăn thằng nào được đỡ phần đấy. Vâng vâng. Đó thì mấy người bệnh tụi con ưu tiên. À, lát là mấy chú sẽ lãnh trước. À, rồi, vâng. Rồi thế cảm ơn chú nhá. Rồi cảm ơn nhiều. À, rồi chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ. Con chào chú ạ. Chú bệnh gì chú? Gan có men. Gan có men. Ủa gan có men mà lại sao vào Phạm Ngọc Thạch chú? Từ bên Lào nó qua rồi. À bên Lào chuyển uống, qua. Uống nước Lào nhiều quá nó ra Lào qua. Vâng. Còn đây là vẫn có cái kim này để làm gì chú? Tiêm nước à? Dồ nước. À, tiêm nước. Rồi. Mấy chú cứ có cái kim đấy là tiêm nước à? À vẫn
có sẵn tế kim ở trong tay. Cô bác mình vui lòng đi thứ theo thứ tự nhá, đi theo hàng đi. Cứ đi theo hàng để phát cho dễ. Bạn, đây là những cái phần thức ăn chay gồm có là đậu hũ này, chả chay, khổ qua, cà rốt, củ cải trắng, củ cải đỏ. Đây là cái phần thức ăn chay. Ở đây là các cô sẽ làm đóng gói cơm và một cái gói đồ kho chay, cơm canh đồ kho chay, buộc đóng gói rồi sẽ mang lên trên ra cái bàn ngoài kia để rồi lát xíu xếp lên xe. Đồ kho chay thì còn rất là nhiều nha các bạn. Bây giờ sau khi mà nấu xong đó thì chờ cho nó nguội chút xíu. Mình sờ vào cái quai này thì nó vẫn còn đang nóng này. Nóng bỏng tay luôn. Đó, nhìn màu sắc rất là hấp dẫn. Đây khoảng 10 tình nguyện viên, hơn 10 tình nguyện viên đang hỗ trợ để nấu những các cái nấu và phát những cái phần thức ăn này. Thì để làm buổi chiều đó thì các cô cũng làm từ buổi sáng. Để phát vào buổi chiều thì các cô làm từ buổi sáng là tới sắt rau củ quả, nấu cơm. Rồi đầu giờ chiều xong thì chia đồ ăn. Đây có rất là nhiều cái quầy mà đóng đồ ăn. Đây thì cô nấu là nấm kim chi này với lại canh củ cải đỏ rồi đậu hũ. Còn ở khúc bên này thì cô Kim là sẽ sắp xếp để đếm cái số lượng cơm phát theo phiếu. Cái này cứ xếp theo từng hàng, từng lớp với các bạn. Giống như là chúng ta chơi trò chơi đồ hàng. Đang tỉ mỉ xếp từng cái hộp cơm vô bàn để đếm cái số lượng. Ví dụ như là mình phát là 500 phần chẳng hạn đi thì mình phát cỡ chừng khoảng 400 phiếu thôi. Còn 100 phần này là tự do.
ai xếp hàng là tới lấy, còn lúc mà phát phiếu là mình vào trong nhà thương mình phát các bạn ạ. Thưa quý cô bác anh chị, hôm nay đang là thứ 6 ngày 24 tháng 2 và bây giờ đang là hơn 3 giờ thì Tuấn Dương có mặt ở bếp cơm của cô Kim để gửi cô cái số tiền là 18 triệu của sư cô Lê Xuân, hình như là cô ở Thụy Điển thì phải. Cô có nhắn là cái số tiền mà cô gửi là của gia đình bác Thiện Khải, Quảng Tâm và Nhuận Đông, ủng hộ là 18 triệu để nấu cơm chay giúp các cô bác có hoàn cảnh khó khăn đi nuôi bệnh ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, quận 5. Con, cái này là của cô hay là cô chào Tướng Dương kênh Sài Gòn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, con kính chào cô. Con rất là cảm ơn cô. Cô ở xa xôi nhưng mà cô cũng là nhịp cầu nối để cho những mạnh thường quân ở bên đó, người ta gửi cái số tiền này cho cô, gửi về cho Tướng Dương để gửi cho nhóm Từ Thiện Pháp Hoa chúng con nấu cơm chay để ủng hộ cho bệnh viện Phòng Thạch. Đây cũng là một cái tình thương mà cô ở xa xôi và các mạnh thường quân gửi đến cho bệnh nhân. Thì nếu mà bệnh nhân biết đây là sư cô ở Điện Đồng thì rất là vui luôn. Thì con cũng không biết nói cái gì hơn là con cảm niệm công đức của cô và con kính chúc cô được dồi dào sức khỏe. Và những mạnh thường quân đã gửi cái số tiền này cho nấu cho bệnh viện Hồng Thành, mình cũng cảm ơn rất là nhiều quý vị luôn. Cũng mong là được sự hỗ trợ của cô và mạnh thường quân góp sức nhiều hơn nữa, nhiều lần hơn nữa để cho chúng con có những cái hộp cơm gửi cho các bệnh nhân. Con cảm ơn rất là nhiều. Con chúc cô dồi dào sức khỏe, chúc chúc mạnh thường quân được dồi dào sức khỏe, làm ăn may mắn, phát tài phát lộc nha. Cũng chào, cảm ơn rất là nhiều. Rồi, thưa cô bác anh chị, bây giờ là 16 giờ thì xe cơm đang từ nhà chạy ra, mình ra trước. Các tình nguyện viên cũng hướng dẫn các cô chú là đứng rồi xếp hàng, thì một số người ra sớm quá thì sẽ tạm ngồi xuống để cho đỡ mỏi chân. Các cô chú đứng làm ba hàng cũng rất là dài nhé. Điểm phát cơm này các bạn là rất gần với cổng số 5 của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nhé. Đây mình xin quay cảnh quan ở phía bên trong để cô bác anh chị chúng ta được biết. Đây là phía trong của bệnh viện. Bệnh viện này thì có rất là nhiều cổng mà thường tụi mình phát ở cổng số 5. Thưa các cô bác anh chị, Tuấn Dương đang có mặt ở điểm phát cơm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Ngày hôm nay thì bếp cơm sẽ phát cơm chay giúp đỡ các cô chú anh chị đi nuôi bệnh và có hoàn cảnh khó khăn. Từ cái điểm di chuyển ở nhà ra tới đây thì cỡ khoảng 20 phút. Giờ xe cơm đã tới rồi.
mà bệnh ấy, thì với bé con nhỏ thì ra đây lấy trước. Có mấy người không phiếu mà bé con nhỏ cô phát luôn nhé. Rồi cho đại luôn đi, cho mấy người có con nhỏ cô phát luôn đi. Mấy người có con nhỏ cho đi luôn. Ừ. Cho cô phụ cũng được. Ừ. Thì chị đứng vô cho cũng được, đứng vô cho. Rồi mấy người có con nhỏ đi vô hết rồi đúng không? Cho bà già đó đi, cho bà đi về luôn. Rồi. Cho bà già, cho bà đi về đi. Đi về cho bà về đi. Rồi rồi rồi. Thì đứng ở trong kêu mọi người cứ đi từ từ đã, từ từ chờ chờ người ra đó, chờ bỏ hết đồ xuống hết đã. Mấy người có con nhỏ cho họ vô trước đi. Thì lò lem ơi, cho mấy người có con nhỏ này cho đi chị. Có con nhỏ cho họ vô đi. Rồi vô đi các bạn. Mấy bà, mấy cô đứng gần qua đây này, mấy người bệnh đi qua bên đây để nhận trước đi ạ. Chú Vân, chú Vân, lo bưng nước xuống đi ạ. Em ơi có phiếu không? Về cuối hàng nữa. Nè nè nè, chú. Nè, mình dây mà không trả thì mình dây, ta khen nước không được. Dạ xếp hàng mà vào hàng thứ tư đứng đi. Tới giờ khởi động. Rồi xong rồi đó. Hết rồi xong. Chờ cô Kim lại đó. Vâng. Người đẹp chị Vân nhá, bảo kê khu vực này sẽ hỗ trợ xếp hàng rồi phát cơm cho bà con cô bác. Nói chung là có chị Vân thì trật tự ở đây cũng đỡ lắm, vì mọi người nói cái là giang hồ này nọ nói gì đấy, chị nói tiếng là nghe liền à. Đó, giải quyết cho những người mà người dân qua đây ra đi. Rồi chị Kim ra chưa ạ? Chưa. Bây giờ tới. Đi đâu? Chặt giùm bên đó. Cho cô này đứng giữa nè. Đứng giữa nè, đứng đó đi. Người nào ăn tới. Tại cô anh đi thời nãy rồi. Đây các cô chú. Nó chở chị Kim lại nữa chứ. Ai chở? Anh Thi hay là ai? Chưa đi, nãy còn nhẹ. Hay là vậy đó, cô không biết cho. Không thì cô thâu phiếu đi. Cô thâu phiếu đi. Phượng ơi Phượng, quay đi cô, nhờ cô thâu phiếu luôn phát bớt. Cô còn thâu phiếu à? Dạ cô thâu phiếu đi cô. Cô lấy cái túi được rồi, được có cái túi được rồi, có túi được rồi. Rồi, cô thâu phiếu đi. Để chị đứng cái đó đi. Đọc phiếu ai, đọc phiếu ai đấy. Rồi, phát luôn cho mấy người bị bệnh kia, cô kìa, phát cho mấy người bệnh kia trước đi. Đọc đi rồi, chuyển qua. Tới bên kia. Rồi cho đi thẳng, cho họ đi luôn. Đi anh kêu đi, anh kêu luôn. Mấy người bệnh cho họ đi luôn đi. Rồi mấy người bệnh thì tụi con ưu tiên phát trước nhá. Cô chú thông cảm giùm. Rồi ai có phiếu thì đưa phiếu cho cô. Ưu tiên cho mấy người bệnh, còn không có phiếu nữa, từ từ đã chị. Mình khỏe mạnh thì ra sau xếp hàng em, chỉ người bệnh người ta mới đi tới thôi. Rồi, cô thâu đi. Rồi, đi chú tiêu điện ngoài đấy. Bây giờ chị dẫn con ra đi, em thâu anh ra lên cho. Thằng ba người vô bên này xuống đi. Ba người đó bên đây. Rồi một phiếu. Tính dương chưa phát. Cô coi cho anh. Rồi. Ba này cho trong kim mã. Rồi.
nãy có người bệnh mấy em bé đây đông quá là phát bớt đi cô. Đã được cái phiếu rồi chị. Phiếu rồi, rồi chú lấy đi, qua bên đây đấy. Bán rồi đi bên đó đi, bán rồi lên đi. Cô bác mình vui lòng đi thứ theo thứ tự nha, đi theo hàng đi. Cứ đi theo hàng để phát cho dễ. Phát theo phiếu, ở đây là phát theo phiếu, cô bác có mấy phiếu thì lấy mấy phần. Ai cũng có, nhanh nhanh nhỏ nhỏ thì em có em không. Rồi đi theo hàng giúp em đi mấy anh chị ơi. Qua đây lấy nước suối để bánh sợ đi theo hàng đi chị. Cứ đi theo hàng giúp em đi. Ừ. Cô bác vui lòng đi theo hàng dùm nhá để nhận đầy đủ thức ăn. Mỗi người đi lãnh sẽ nhận thêm một chai nước suối, một ổ bánh mì, sữa. Rồi tiến tới đi anh. Tới đi con. Mỗi người đi lãnh nhận thêm một chai nước suối, một ổ bánh mì, một bịch sữa. Vui lòng tiến tới dùng. Mấy em lãnh xong rồi đi vô đi em, đứng đứng đây. Thì lãnh dùng thì em phải vô cuối hàng, em đứng thì em đứng đấy sao em lãnh. Rồi tiến tới đi. Mỗi người đi lãnh nhận thêm chai nước suối, ổ bánh mì, bịch sữa. Nè 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 nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Rồi bánh mì, sữa, nước suối. Rồi xin cảm ơn. Rồi lấy sữa đi em. Mỗi người bịch sữa. Bịch thay, bịch thay. Chai nước suối, ổ bánh mì, cơm chay. Đứng tập trung đây đông người. Cho người sau còn lấy. Rồi không lấy sữa cho người sau. Cái gì cô này chen vô chi nữa? Em đi theo hàng đi, em đi theo hàng thì người ta phát nước suối, phát bánh mì, em chen ngang đấy vừa mất quyền lợi. Rồi ai đi lạnh thì sẽ nhận sữa, nhận bánh mì, nhận Dạ, chút nữa lấy cái thùng ra. Dạ.
Cô bác mình đi theo thứ tự để nhận đủ thức ăn nhá. Đây là những cái hàng mà có phiếu nha các bạn. Đi từ từ theo thứ tự em ơi, để nhận đầy đủ. Em chen ngang thế không có, người ta không phát sữa, phát bánh mì cho em đâu. Đi theo thứ tự đi, đi theo thứ tự, đi theo hàng ấy. Cái này chen giao thông rồi. Còn đâu biết? Rồi. Lần sau mình cứ đi theo thứ tự, đừng có chen ngang mất quyền lợi. Rồi cảm ơn cô, tiến tới đi cô. Nè nè, em kia ai, em kia lấy sữa chưa? Lát nó chen vào cái sữa chưa? Chưa mà đi cùng nước. Cứ vội vàng. Lát nó lại chứ lại là không có. Mỗi người một bịch, cảm ơn. Đây, đừng có đi cầm lơm đây còn. Đây, qua đây còn. Rồi, giờ đi tiếp cái xin lỗi nha. Lãnh giùm cho. Không, bà ơi, cái này cho thêm không? Ai đi lãnh thì lấy sữa rồi, còn không đi lãnh không lấy. Người ta không có đi thì không có cái quyền đó trời. Cái này là tặng thêm cho cái công người ta ra đi khách hàng thôi. Rồi, ai đi lạnh thì sẽ nhận sữa, nhận bánh mì, nhận... Chứ không phải là phần gì không, mà tặng không. Dạ, chút nữa lấy cái thùng nha. Cô bác mình đi theo thứ tự để nhận đủ thức ăn nhá. Đây là những cái hàng mà có phiếu nha các bạn. Đi từ từ theo thứ tự em ơi, để nhận đầy đủ. Em chen ngang thế không có, người ta không phát sữa, phát bánh mì cho em đâu. Đi theo hàng ấy. Ủa sao cứ chạy vòng qua vòng lại hai ba lần vậy? Thôi được không? Không phải. Nếu có ra lần sau mới luôn. Ba buổi sáng mà lãnh giờ đấy rồi đây mà vòng đi vòng lại mấy lần. Giờ phát có phiếu à con? Cô phát đi con. Phiếu à? Mấy người này hồi nãy là sao mà? Đào này. Cô phát luôn rồi. Đúng rồi. Mỗi người một phần đi mấy cô chú ơi, anh chị ơi. Mỗi người không có phiếu, mỗi người một phần đi ạ. Rồi vòng lại, nếu còn thì lấy.
Rồi tiến tới cô ơi, tiến tới. Xếp hàng đi. Đi dòng vô trong còn lấy nước suối, bánh mì. Vô trong đi ạ. Mỗi người một phần, mỗi người một phần. Em gái vòng ra sau, vòng ra sau. Rồi cảm ơn cô, dạ nhận đi cô. Mỗi người một phần, mỗi người một phần. Không phiếu mỗi người một phần. Mỗi người một phần, mỗi người một phần. Chia sẻ yêu thương. Hết rồi, hết rồi. Rồi ok ok, hết rồi. Rồi một phiếu nè. Mấy anh chị có phiếu vui lòng lần sau ra sớm nhé. Rồi cảm ơn. Rồi. Chúc cô bác ngon miệng cơm chay nhá. Rồi xếp hàng em ơi, còn cái gì lấy cái đó. Cô ơi vòng ra sau xếp hàng dùm, còn cái gì lấy cái đó. Còn không? Rồi hết rồi. Rồi cảm ơn người đẹp nhá. À, rồi. Rồi xin chào. Dạ hết cơm rồi, cảm ơn mấy cô chú nhá. Rồi, chia sẻ. Rồi, Tuấn Dương xin dừng clip này tại đây. Cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để xem những video mới. Xin hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.